Live Webcam Bilingual là tựa game mô phỏng hoạt động cắm trại sắp được ra mắt trên Android và iOS vào ngày 15 tháng 6, 2023 trên toàn thế giới. Live Webcam Bilingual dựa trên một bộ anime nổi tiếng cùng tên. Đây cũng là tựa game mobile đầu tiên chuyển thể từ anime và kết hợp tất cả các khía cạnh của chương trình TV. Trong game, người chơi sẽ đưa các cô gái vào một cuộc phiêu lưu cắm trại vui vẻ. Game cung cấp những khung cảnh phù hợp cho phép bạn chọn trang phục và phụ kiện, chế biến món ăn và cải thiện các khu cắm trại ở khắp các địa phương trên đất nước Nhật Bản hay khu vực Yamanashi. Live Webcam Bilingual bám sát nội dung gốc, các yếu tố trong anime và chương trình truyền hình chẳng hạn như cảnh đẹp của từng khu vực đều được lên kế hoạch xuất hiện lần lượt trong tựa game này. Thêm vào đó là các nhân vật quen thuộc từ bản chuyển thể như Kakamigahara, Nadeshiko, Shimadin, Okagi Chiaki, Inuyama Aoi và Saito Anna với chuyển động và lòng tiếng đầy đủ. Ngoài ra, bạn còn được sử dụng hơn 1.000 thiết bị cắm trại và phương tiện dùng đi cắm trại khác nhau và sẽ được tự do tận hưởng buổi cắm trại theo đúng ý mình, được thưởng thức những món ăn ngon ở những nơi mình thích hoặc mình chưa từng được đến. Bây giờ chỉ cần điện thoại thông minh, bạn được chiêm ngưỡng những phong cảnh tuyệt đẹp ở bất cứ đâu mà bạn muốn tại đất nước Nhật Bản. Hiện tại, tất cả mục tiêu của cột mốc đăng ký trước game Live Webcam Bilingual đã hoàn thành. Chính vì vậy, khi game chính thức ra mắt, nhà phát hành game sẽ gửi tặng đến người chơi những phần thưởng thú vị. Người chơi sẽ nhận được tối đa 100 lượt quay gacha miễn phí trong 30 ngày và 14 ngày quay gacha miễn phí hàng ngày. Nếu bạn là người yêu thích đi du lịch nhưng không có nhiều thời gian hoặc không có đủ điều kiện, thì tựa game Live Webcam Bilingual sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời để thỏa mãn phần nào sở thích của bạn. Cùng bạn bè chuẩn bị hành lý đi cắm trại vào ngày 15 tháng 6 năm 2023 nhé!